Ôi, thân chào các em, có lẽ là cái echo nó mất rồi. Các em có em nào có thể xác định cho tôi là âm thanh ok không trước khi chúng ta bắt đầu? Nghe 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 được rồi ạ. Nghe ok được. rồi ha, chúng ta bắt đầu. Ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái loạt bài mới. Đến nay đó là chúng ta có 6 cái loạt bài ha. Do đó tôi để cái chữ đó series 6. Cái loạt bài này là chúng ta sẽ dựa vào cái cuốn sách là Case Files. Thì đúng ra cái này nó không phải một cuốn, nó có nhiều cái chuyên khoa trong đó, nhưng mà tôi lựa là cái chuyên khoa đầu tiên mà thông dụng nhất cho các em, đó là Family Medicine, tức là về cái y học gia đình. Thì đây là cái thứ mà phổ thông nhất. Rồi sau đó nếu mà chúng ta thấy mà có cái gì mà hứng thú thì chúng ta sẽ đi qua những cái chuyên khoa khác. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi xin giới thiệu một chút xíu về cái case file cho các em. Thì case file này là một cái loạt sách, một cái series sách có nhiều cái chuyên khoa trong đó, mà nhà xuất bản đó là của Lang Lang đúng là một cái nhánh của nhà xuất bản. Nó đúng ra là nó của nhà xuất bản Hill. Cái em biết là cái nhà xuất bản này là nó in ra nhiều cái cuốn sách y khoa có giá trị. Thí dụ như trong đó có cuốn mà Principal Internal Medicine của cuốn Harrison đó, là cái cuốn đó là một trong cái cuốn mà của nhà xuất bản Hill. Thì hôm nay chúng ta sẽ dựa vào cuốn sách đó, vì cái cuốn sách đó nó có chất lượng cao, thì các em sẽ học một chút xíu là sẽ phức tạp hơn. Thì từ cái vấn đề tiếng Anh chúng ta sẽ chuyển qua một phần là về nội dung y khoa mà diễn đạt bằng tiếng Anh, để mà sau này các em có thể đọc sách dễ dàng, cũng như là có thể trình luận án hay là trình bệnh bằng tiếng Anh một cách thoải mái hơn. Do đó thì tôi lựa cái cuốn sách này để mà chúng ta bắt đầu. Thì ngày hôm nay chúng ta chưa vào một cái case nào cả, mà chúng ta nói tổng quát cái cách để mà chúng ta làm cái bệnh án. Thì nói bằng tiếng Anh á, chúng ta sẽ nói là taking medical history. Nhưng mà ở đây mấy em thấy cái chữ tôi để trên cái tựa đó là section 1, là ngày hôm nay đó chúng ta lấy cái tựa là approach to the patient. Cái chữ approach này nè rất là thường dùng trong y văn, nhất là trong mấy em sẽ thấy là trong cuốn những cuốn sách như cuốn Harrison đó, thì nó thường thường chỉ dùng cái approach, tại vì cái chữ approach này nó hợp ý hơn, tức là cái cách để mà chúng ta tiếp cận, chúng ta đến với bệnh nhân. Thì trong đó là lấy bệnh sử chỉ là một phần của cái approach này thôi, phải không? Tại vì chúng ta trong khi mà lấy bệnh sử chúng ta phải có cái interaction, chúng ta phải có communication, tức là cái giao tiếp, cái cách như thế nào ngoài cái nội dung của y khoa ra, thì cái lối, cái cách mà chúng ta tiếp cận với bệnh nhân như thế nào. Do đó cái chữ approach nó hay hơn là cái chữ mà taking medical history. Ok, nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đây. Thì chúng ta sẽ thấy là hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu một cách tổng quát ha. Rồi sau đó mình sẽ dựa vào cái lối 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 làm việc như thế này để mà chúng ta áp dụng vào những cái trường hợp, những cái trường hợp bệnh lâm sàng, phải không? Là case study. The history is usually the single most important tool in obtaining a diagnosis. Đây thì về tôi assume, dự đoán là các em đã tiếng Anh đã tương đối là tốt rồi. Những gì nào mà mấy em mà có những gì thắc mắc, những gì không hiểu trong cái bài giảng thì mấy em cứ nói ngay, chúng ta sẽ giảng. Tại vì tôi sẽ lướt qua nhiều, tôi sẽ không giải thích từng cái một.
với cho mấy em nữa, mà chúng tôi sẽ nói, tôi sẽ nói về cái nội dung nó nhiều hơn là phải dịch từng chữ một cho mấy em. Thì mấy em cũng biết rồi, về chẩn đoán hay diagnosis, chẩn đoán thì cái quan trọng nhất là cái bệnh sử, là history. Medical history is very, very important here. They say that it's the single most important tool. Tức là cái bệnh sử nó là cái mà công cụ chẩn đoán quan trọng nhất. Thì người ta đã nói là it's 80-90% of the medical history contribute to the diagnosis. Tức là cái chẩn đoán của mình á là hầu như là người nó là 80-90% là cái bệnh sử sẽ quyết định cái chẩn đoán. Một cái này hôm trước tôi có dự một cái buổi họp mặt với lại Dr. Christina Nguyễn với lại Dr. Abruch là ở bên Nebraska University Medical University thì mấy em có nói rằng là bên Việt Nam mình á, một bệnh nhân khám á, chỉ có khoảng từ 3 tới 5 phút mà thôi. Thì làm sao mà chúng ta khai thác một bệnh sử một tỉ mỉ được? Điều này rất là khó khăn. Do đó, cái khuynh hướng bên Việt Nam chúng ta khi mà thực hành, khi học thì đủ thứ hết. Và khi thực hành, không có thì giờ để mà làm ra một cái bệnh sử đầy đủ. Mà chúng ta biết rằng bệnh sử đầy đủ là cái bệnh sử nó quyết định hết 80% tới 90% chẩn đoán. Thì chúng ta phải đành làm gì? Chúng ta phải đành dựa vào cái lab test, dựa vào cái xét nghiệm, đúng không? Mà khi mà mấy em practice medicine, mấy em thực hành về y khoa, mà mấy em có khuynh hướng tạo thành một thói quen, mà cái đó là bắt buộc thôi, không thể nào chạy được. Thói quen là chúng ta dựa vào xét nghiệm để mà chẩn đoán. Đó là một cái sự sai lầm rất lớn về y khoa. Nhưng mà khó nói đây ha. Nhưng mà bây giờ thôi, chúng ta sẽ học theo kiểu classic, tức là học theo kiểu cổ điển, là chúng ta vẫn dựa vào bệnh sử, rồi sau đó mấy em linh động. Dĩ nhiên là những người mà có kinh nghiệm lâu thì bệnh nhân chỉ khai một vài câu là người ta biết cái chẩn đoán á, nhưng mà cái đó là trình độ siêu rồi. Còn trong trình độ chúng ta thì chúng ta phải bắt đầu lại bệnh sử. Thì chúng ta học như thế này thì hơi trái ngược với lại bên Việt Nam, nhưng mà chúng ta nên trở về cái cơ bản, rồi sau đó tùy theo cái hoàn cảnh mà mấy em ứng dụng, phải không? Thì nói tóm lại, cái câu đầu tiên này, ở đâu cũng vậy, cuốn textbook nào cũng vậy, nó nói là history is the most important tool in obtaining of diagnosis. Tức là chẩn đoán thì phải dựa vào bệnh sử là chủ yếu. The art of seeking this information is a non-judgmental, sensitive and thorough manner cannot be overemphasized. Tức là không phải là cái kỹ thuật nữa ha, mà là art, nhưng mà chúng ta có thể gọi là kỹ năng, đúng không ha? Kỹ năng mà để lấy được cái những cái thông tin này á, thì phải có cái cách là gì? Cách đó là non-judgmental, tức là không có chủ quan ha, nghĩa là không có phán xét người bệnh ha? Cái vấn đề là dựa vào những cái khách quan, triệu chứng khách quan, dấu hiệu khách quan. Ở đó chúng ta gọi là không phán xét, là non-judgmental. Sensitive, tức là ở đây gọi là nhạy cảm không, nhưng mà tức là mình nắm bắt được những cái điểm cốt yếu của cái bệnh sử đó ha. Và thorough manner, tức là chi tiết đầy đủ ha, đầy đủ cụ thể. Thì nói ba cái này không á là rất là khó thực hành ở Việt Nam ha. Nhưng mà tuy nhiên đó là cái chuyện mà người ta nói là cannot be overemphasized, tức là không có bỏ qua được. Nhưng mà thiệt sự ra là mình bỏ qua phải không? Nhưng mà đúng ra là không được bỏ qua. Overemphasize, emphasize là nhấn mạnh, over là bỏ đi cái nhấn mạnh. Overemphasize thì cái nghĩa cannot be overemphasized, nói chung là không được bỏ qua cái đó. Thì đầu tiên chúng ta có cái basic information, thông tin cơ bản á, thì nó có ba cái chuyện mà chúng ta phải biết ngay ha. Khởi đầu của một cái bệnh sử là chúng ta phải đưa ra ngay ba cái thông tin chủ yếu, đó là age, gender and ethnicity. Thì chúng ta nói từng cái một nè.
age. Some conditions are more common at certain ages. For instance, chest pain in an elderly patient is more worrisome for coronary artery disease than same complaints in a teenager. Mấy em cũng biết rồi, cái bệnh án chúng ta lúc đầu lúc nào cũng phải nói là bao nhiêu tuổi, phải không? Tại vì cái tuổi là cái một cái chuyện quyết định trong cái bệnh sử nữa. Tại vì ở đây nó nói là vậy. Thí dụ như là cái đau ngực, đúng không? Đau ngực đó, thì ở người già đó thì sẽ gợi ý cho chúng ta là một cái điều quan tâm hơn là ở người trẻ chẳng hạn, phải không? Quan tâm đến một cái bệnh mạch vành. Thì do đó cái chúng ta sẽ thấy là trong rất nhiều bệnh có những cái bệnh có đặc điểm của nó là trong một cái khoảng tuổi nào đó thì cái bệnh đó thường xuyên xảy ra. Do đó cái này chúng ta phải nhớ thôi. Và là qua kinh nghiệm lâm sàng chúng ta sẽ thấy, từ từ chúng ta sẽ thấy là mỗi bệnh có một cái lứa tuổi nào đó, đó là age. Thứ hai là gender. Gender hồi xưa mình gọi là sex, nhưng mà bây giờ người ta không dùng chữ sex, tại sex nhiều khi nó lộn với cái sexy vân vân ha. Do đó người ta đổi qua là chữ gender, tức là phái tính. Some disorders are more common in men, such as abdominal aortic aneurysms. Có một cái số đàn ông và đàn bà, nam và nữ có những cái đặc điểm, có những cái bệnh đó thì nó nhiều ở bên nữ, hay là những đặc điểm nhiều bên nam vân vân. Thì trong trường hợp này nó nói chẳng hạn như là cái aneurysm, bệnh phình động mạch chủ á, thì thường ở đàn ông nhiều hơn. In contrast, ngược lại thì women more common have autoimmune problems, thì người đàn bà thường có những cái bệnh, những vấn đề về bệnh tự nhiễm, such as chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Thí dụ như cái bệnh này thì mình giải thích một chút xíu. Purpura tức là những cái mảnh mà da nó bị xuất huyết màu tím ở trên da, mà thrombocytopenic hay cytopenic. Thrombo tức là về tiểu cầu, không? Cytopenic tức là nó thích thấp. Cái cyto là tế bào, không? Penic là ít. Thì những cái mảng purpura, những cái mảng mà xuất huyết màu tím trên da đó, do nguyên nhân gì? Do thiếu tiểu cầu. Mà idiopathic tức là không rõ nguyên nhân. Cái cơ chế của nó là thiếu tiểu cầu, nhưng mà nguyên nhân nó thì không rõ. Và chronic tức là mãn tính, vân vân. Thì cái bệnh này thì ở người đàn bà nhiều hơn. Hoặc là systemic lupus erythematosus, cái bệnh lupus đỏ mà em đã học trong trường rồi. Also, the possibility of pregnancy must be considered in any woman in childbearing age. Cái này là cái trong đầu mình lúc nào cũng phải nhớ, không? Cái người đàn bà mà một cái lứa tuổi mà còn sinh sản thì lúc nào trong đầu cũng phải nghĩ là có cái khả năng là họ đang mang thai hay không, pregnancy. Cái cuối cùng trong cái basic information này là ethnicity, ethnicity tức là cái hồi xưa mình gọi là race, không? Giống như cái gender hồi xưa gọi là sex, bây giờ người ta không dùng chữ đó. Ethnicity hồi xưa mình gọi là race, thì bây giờ người ta cũng không dùng cái đó, người ta dùng ethnicity tức là chủng tộc á, nghiêng về cái chủng tộc. Thì some disease processes are more common in certain ethnic groups. Cái này là mấy em cũng biết rồi. Có một số bệnh đó nó chỉ xảy ra trong một cái quần thể nhất định nào đó. Thí dụ như là có những cái bệnh người da trắng, có những bệnh người da đen, như là sickle cell anemia, bệnh hồng cầu hình liềm là ở người da đen, đi người da trắng mình không thấy. Hay là chẳng hạn như là cái đám dân Do Thái chẳng hạn, họ bị cái bệnh Crohn disease nhiều hơn. Do đó, hay là người Việt Nam mình lại có khuynh hướng là bị cái ung thư vòm hầu nhiều hơn, tuổi da trắng không có chẳng hạn. Do đó cái chủng tộc ở đây mình không phải là phân biệt chủng tộc, phải không? Nhưng mà về cái chủng tộc thì nó có thể góp phần
một phần nào trong cái vấn đề chẩn đoán. Ở đây nó nói là such as type 2 diabetes mellitus, giống như là bệnh tiểu đái tháo đường và loại 2, thì nó rất là phổ biến ở cái Hispanic population, tức là cái quần thể của gốc người nói tiếng Tây Ban Nha không, Hispanic. Thí dụ như là Hispanic là từ chữ Span, là những người ở Nam Mỹ, châu Mỹ Latin, vân vân, thì họ sẽ có cái khuynh hướng tiểu đường nhiều hơn. Mà mình ở Việt, ở cái người Á Châu cũng tiểu đường cũng dữ dội, mà ở Bắc Mỹ thì tiểu đường dữ dội nhất, cao nhất là ở người da đỏ, phải không? Cái đó thì nó có những cái chúng ta phải để ý. Do đó vì cái basic information này, age, gender and ethnicity rất là quan trọng trong bệnh sử. Do đó khi mà khởi đầu một cái bệnh sử, mấy em thấy là lúc nào nó cũng đưa những cái này đi lên đầu tiên trong cái bệnh sử, mấy em sẽ thấy sao. Thì trong ba cái này thì age, gender là lúc nào là cũng phải có rồi, nhưng mà ethnicity này nhiều khi người ta bỏ qua qua. Thí dụ những cái thường thường á, nếu em kinh nghiệm rồi á, thì nếu mà có những cái bệnh chẳng hạn như bên Mỹ, người ta gặp nhiều loại, nhiều cái chủng chủng dân khác nhau, do đó cái ethnicity này nhiều. Nhưng ở Việt Nam chúng ta hầu hết là người Việt Nam, do đó nhiều khi chúng ta bỏ qua cái này đi. Cái này nó cũng là quan trọng, nhưng quan trọng đối với một cái nước, một cái phòng khám mà có nhiều loại, nhiều giống dân với khác nhau. Còn đối với chúng ta thì cái ethnicity này có thể là chúng ta lướt qua rồi. Ok. Nào, cái này chúng ta nói tóm tắt, tại vì chúng ta sẽ đi lặp lại trong những cái loạt bài chúng ta học, đúng không? The first line of any presentation should include age, ethnicity, gender, marital status and chief complaint. Cái câu đầu tiên của một cái any presentation, presentation mấy em cũng biết rồi, khi điều trình bệnh án, trình ca lâm sàng, cái những cái đó cũng là presentation. Mà chẳng hạn như là đi giường bệnh thì chúng ta trình bệnh án, chúng ta cũng gọi là presentation, ha, chúng ta trình một cái ca nào đó. Mà khi đi giường bệnh thì chúng ta gọi là round, ha. Hôm trước mấy em nào có hỏi round, ha, chưa, bedside round, tức là đi giường bệnh, đi giường để mà xem, thì gọi là round. Mà nếu mà tập hợp trong một cái phòng rồi để mà trình bệnh, rồi có thầy cô bàn luận nữa, thì chúng ta gọi là grand crowd. Grand là lớn á, grand crowd đó. Cái đó là cái buổi trình bệnh, round và grand crowd. Nhưng mà cái sự trình bệnh đó là presentation. Thì presentation này gồm có age, ethnicity, gender như chúng ta đã nói, rồi marital status là cái điều về cái điều kiện về hôn nhân, phải không? Hoặc là có vợ, hoặc là quá chồng, hoặc là độc thân, hoặc là ghê chẳng hạn, vân vân, ha. Cái là marital status. Nhưng mà thường thường người ta mấy cái mà sex orientation á, thường thường người sau này người ta rất là cẩn thận, người ta không có để vô, ha. Gọi là sex orientation. Em biết rồi chứ gì? Direction, tức là cái khuynh hướng người đó là lesbian hoặc là gay hoặc là như thế nào á, thì người ta mặc dù người ta công nhận về chính thức nhưng mà người ta kỹ, người ta không có nói rõ ràng ra trong một cái bệnh án, trừ trường hợp nó rất đặc biệt mà chúng ta phải nêu ra. And chief complaint, đó, cái câu đầu tiên á thì nó phải bao gồm những cái đó. Chief complaint mình dịch bên mình là lý do nhập viện, phải không? Nhưng mà đúng ra chief complaint là cái than phiền lớn nhất, cái lý do đúng là lý do để người ta đến khám bệnh, ha. Nhưng mà cái dịch của nó là cái sự than phiền, cái lý do gì để mà đi tới. Example hay cậu gì mà cái thí dụ như là a 32-year-old married white man, ha. Chúng ta thấy nè, ha, nói là man là gender, phải không? White là ethnicity, phải không? Married là marital status, ha? 32 years old là age, phải không? Thế trong một cái
câu đầu tiên là nó phải bao gồm hầu như là nếu hoàn chỉnh là phải bao gồm tất cả những cái basic information. Complaints cái gì? Complaints of lower abdominal pain of 20, eight hour duration. Cái này chúng ta sẽ bàn thêm ha, trong những cái loạt bài chúng ta sẽ nói là cái complaint á, cái cách viết complaint cũng là rất là quan trọng nha. Không phải muốn viết như thế nào viết không, nó phải có cái kỹ thuật để viết, và viết làm sao mà trình bày rõ ràng, mà chỉ cần cái câu đầu tiên á, thì đối với lại thầy cô mà nghe hay là những cái người có kinh nghiệm á, nghe vừa xong á, là người ta nghĩ ra cái chuyện đó ngay. Mặc dù chúng ta phải làm nhiều thứ thì như thế, thì trong cái phần mà approach to the patient thì chúng ta có một lô như thế này nhiều lắm, nhưng thật sự ra đó là chúng ta không, nếu mà đi học á, thì chúng ta phải ghi hết ra, nhưng mà lúc mà chúng ta present, tức là một cái presentation, thì chúng ta rút gọn lại, chúng ta chỉ lấy những cái gì mà quan trọng mà có liên quan để chẩn đoán chúng ta đem ra, chứ không thể nào mà ai đọc một cái trình bệnh, trình bày một cái trình bệnh mà tới 10 15 phút á, không có ai nghe nổi hết. Chúng ta mới biết rồi cái mà kêu bằng chúng ta gọi là cái attention expansion, tức là cái chú ý của người ta đó càng ngày nó càng ngắn đi. Người ta thấy là thế kỷ rồi, thế kỷ mà tôi mà còn học để làm việc á, là thế kỷ 20 á, thì cái attention này nè, cái chú ý của người ta đó nó khoảng chừng 10 phút, trong 10 phút thì người ta còn chú ý. Bây giờ người ta tính lại á, chú ý con người ta khoảng chừng 2-3 phút thôi. Mấy em mà một cái gì mà nói dài quá, nói hơn hơn mà 5 phút là không ai nghe hết. Do đó, đó làm sao mà trong một cái rừng thông tin mà chúng ta rút gọn lại thành vài ba điểm, mà cái vài ba điểm đó chúng ta phải đưa ra ngay cái lúc đầu tiên, thì đó là cái thành công của cái người trình bày, phải không? Do đó là đây là một cái kỹ năng. Mấy em có biết là mấy em có thể đọc cái cuốn sách mà tôi dịch từ tiếng Anh ra, đó là kỹ năng trình bệnh cho sinh viên y khoa đó, thì ở cuối bài tôi sẽ để lại cái link cho mấy em để mà nghiên cứu cái đó. Thì trong một loạt như thế này á, chúng ta ghi, người ta ghi ra rất nhiều á, nhưng mà chúng ta phải thu thập những cái thông tin từ đó, nhưng mà lúc mà trình bệnh thì chúng ta lược lại ha, chúng ta lọc lại để đưa ra những cái gì mà chủ yếu thôi. Thì đầu tiên là cái chief complaint, tức là lý do nhập viện ha, gọi là CC. Thứ hai mấy em biết rồi, cái đó là cái bệnh sử, history of present illness. Cái thứ ba là past medical history, tức là tiền sử. Hiện nay cái khuynh hướng là cái tiền sử, past medical history và cái bệnh sử, history of present illness, người ta trộn với nhau. Tôi nói chỗ này cho mấy em sẽ thấy nó hơi, tại vì thế nào là bắt đầu của cái present illness và thế nào là bắt đầu trước cái present illness, phải không? Tại vì cái past medical history á, nó có thể là một cái thứ dẫn đến cái bệnh sử, present illness, thì lúc đó cái đó đó mình phải cho đi vào trong cái HPI, tức là history present illness, phải không? Những cái nào mà nó dường như không liên quan đến á, thì chúng ta có thể để vô cái past medical history. Do đó hiện nay hai cái này nè, cái HPI và PMH này nè, người ta có khuynh hướng là xóa nhòa nhẹ nhau. Tại vì khi chúng ta trình bệnh đó, chúng ta theo cái cơ bản chronological. Tức là trình theo thời gian, theo ha. Đừng có bao giờ mà trình bệnh bằng cái kiểu nhảy ha, bây giờ rồi cái nhảy nhảy ngược lại rồi nhảy xuôi nhảy ngược, là cái chuyện đó là cái người nghe sẽ confuse, nó người nghe sẽ không không nắm được. Lúc đó cái principle của cái trình bệnh chúng ta đó là chúng ta phải biết bắt đầu từ cái chỗ nào để chúng ta đi đi tới ha, từ 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 cũ đi tới mới, đó là cái nghệ thuật chỗ đó bắt đầu ha. Còn cái past medical history á, thì chúng ta để tách nó ra sao là nhiều khi nó không liên quan đến. Chúng ta sẽ đi đi từng ca từng cái case, chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn.
Rồi past medical history thì trong đó thì cũng có cái past surgical history, nó cũng kể như là cái tiền sử mà thôi. Rồi allergies, cái allergy là cái dị ứng, cái dị ứng bệnh nhân có dị ứng gì. Ở đây chúng ta có hai thứ nha, chúng ta để ý nha. Allergies thì có một cái gọi là anaphylactic, tức là cái dị ứng mà bị sốc phản vệ á, là cái đó là chú ý nhất. Còn những cái allergy kia, thí dụ như là ngứa rồi chảy nước mũi rồi ác xì vân vân ha, thì nó cũng cũng phải liệt kê ra, nhưng mà nó không quan trọng lắm. Do đó thí dụ khi mà hỏi bệnh nhân họ có một cái dị ứng gì á, chúng ta phải hiểu là cái dị ứng đó ra sao. Nên cái quan trọng cái allergy là cái bệnh nhân reaction như thế nào là quan trọng nhất ha. Nếu mà không có allergy gì hết thì trong bệnh sử chúng ta chúng nói là NTA, phải không? NTA tức là no not non allergy, nhưng mà không có dị ứng gì hết. Medication thì biết rồi, bệnh nhân dùng những thứ gì, những loại thuốc gì. Immunization history, cái này là về cái bệnh sử về tiêm ngừa. Screening history tức là họ có làm những cái screen test nào hay không, rất là nó chi tiết nha. Social history tức là bệnh sử về xã hội, phải không? Đây là SHH là social history. Thì cái bệnh sử xã hội này nó nhiều thứ lắm. Nếu chúng ta mà không để ý trong đầu óc, chúng ta phải sắp xếp để mà chúng ta hỏi thì chúng ta sẽ sót. Thì trong đó người ta đề nghị là cái chữ set set. Set set là gì? Set set là có 6 thứ. Chúng ta in y trong đầu á, để mà cái này là mnemonic, câu thần chú, 6 thứ để mà chúng ta nên hỏi, có thể bỏ sót nhưng mà 6 thứ đó hầu như là đủ hết rồi. Set đầu tiên, S đầu tiên là smoking, đúng không? Có hút thuốc không? A kế tiếp là alcohol, có uống rượu không? D cái thứ ba là drug, có xì ke ma túy hay không? Ba cái câu đầu là phải hỏi, phải không? Hút thuốc không? Uống rượu không? Xì ke ma túy không? Hầu như là mình hỏi xì ke ma túy không thì hầu như bệnh nhân nữa không có hết. Nhưng mà chúng ta phải quan sát, chúng ta phải biết. Cái S thứ tư đó là sexuality. Trong cái cuộc sống tình dục, nó có chuyện gì rắc rối hay không? Nó là cũng một nguyên nhân để gây ra một cái bệnh, phải không? Ở đây thì đối với lại bên Bắc Mỹ này, người ta rất là tương đối thoải mái để người ta hỏi đó ha. Còn đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta tương đối tế nhị, cách như thế nào để hỏi. A là activity, tức là có vận động không, đúng không? Và cuối cùng là D là diet, là ăn uống như thế nào. Thì như vậy cái về cái social history, nếu mà mấy em nhớ được cái chữ xét xét thì ít nhất là 6 câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi bệnh nhân chung quanh cái đó. Cái tiếp là family history, ai cũng biết hết rồi, trong nhà có ai bị gì hay không, có gì vân vân ha. Rồi cái tiếp nữa là review of system, cái này là rắc rối nhất nè, RSOS. Tại vì nhiều cái textbook trình bày cái review system này rất là rắc rối. Tại vì chúng ta có cái physical examination là phía dưới, phải không? Nó là khám lâm sàng á. Thì trong đó hầu như là nó có cái review system rồi. Nhưng mà cái review system này đó, nó vừa tập hợp của những cái triệu chứng, những dấu hiệu và những cái bệnh sử trong đó. Do đó cái review system này mỗi cái người á, nó làm cái kiểu khác nhau. Thì hiện nay khuynh hướng bên Bắc Mỹ á, cái review system này á, nó phát cho cái người bệnh á, một cái tờ giấy, trong đó là thí dụ như là clinic đó, chuyên môn về tiểu đường chẳng hạn, thì nó phát ra những tờ giấy có những cái câu hỏi liên quan đến tiểu đường, và người bệnh họ chỉ đánh cái chéo ha, cái chỗ nào nữa, thì cái đó là cái một cái hình thức review system mới, tức là mình soạn sẵn một cái mẫu ha, để người ta đánh. Thì khi đó thì khi mà bệnh nhân đến mình nhìn vào trong cái tờ giấy đó, mình thấy cái review system thì mình biết là cái chỗ nào là cái chỗ chính yếu. Thì trong review system này
là nó có thể vừa bệnh sử mà có thể vừa là triệu chứng. Thì nhưng mà cái gì mà chủ yếu để mà có liên quan tới cái chẩn đoán chúng ta. Và cuối cùng là lab. Lab tức là cái laboratory, tức là xét nghiệm. Thì tôi cũng nói lại là lab chắc lẽ là bên Việt Nam chúng ta là thần sầu nhất. Là chủ yếu là chắc nghiên cứu về lab nhiều lắm. Ok. Rồi. Sau khi mà chúng ta lấy thông tin để là bệnh sử rồi á, thì mục đích của bệnh sử là gì? Mục đích của bệnh sử là để chẩn đoán, đúng không? Mục đích của chẩn đoán là gì? Mục đích cần chẩn đoán để điều trị, đúng không? Nó đi theo một cái logic như thế. Thì mấy em thấy là sau khi lấy bệnh sử rồi thì nó có bốn cái stage, bốn cái step, bốn cái bước để mà chúng ta hoàn tất một cái khám bệnh của chúng ta, phải không? Thì thứ nhất, sau khi đó rồi là make diagnosis, là ra chẩn đoán. Cái này là cái khó nhất trong những thứ. Thì muốn mà ra chẩn đoán thì chúng ta phải tạo một cái thói quen là chúng ta develop a list of possible diagnosis. Tức là những người kinh nghiệm thì nghe vậy ra là ra chẩn đoán, nhưng mà chẩn đoán có thể sai. Cái hay nhất mà khi mà chúng ta còn sinh viên hay là chúng ta chưa có kinh nghiệm á, thì khi có những triệu chứng chúng ta tập thu thập những thông tin như vậy á, thì chúng ta phải làm ra một cái danh sách chẩn đoán có thể, và chúng ta gọi là differential diagnosis, là chẩn đoán phân biệt, phải không? Differential. Differential diagnosis, tức là chẩn đoán phân biệt. Tức là chúng ta làm ra một cái danh sách. Tôi khuyên ít nhất gì á, phải làm ra từ 3 tới 4 cái loại, 3 cái 4 tới possible diagnosis, tức là những cái chẩn đoán có khả năng. Rồi sau đó đó chúng ta mới chọn lại cái chẩn đoán mà có lý nhất, thấy không? Most likely diagnosis. Đây là cái chẩn đoán xác định nè. Đó là xác định chứ không phải đúng. Thì như vậy chúng ta nên liệt kê ra ít nhất gì ra cũng được khoảng 3 tới 4 cái diagnosis. Rồi sau đó chúng ta lựa lại cái nào là có khả năng nhiều nhất. Thì lựa lại khả năng đó. Với lý luận tại sao chúng ta làm vậy? Chúng ta phải loại được những cái chẩn đoán khác. Cái đó là cái kỹ năng để chúng ta làm cái chẩn đoán. Make diagnosis. Cái thứ hai, sau khi mà chẩn đoán rồi thì chúng ta là stage the disease. Sau khi chẩn đoán rồi, chúng ta phải định được cái mức độ, cái severity, the severity, cái mức độ mà trầm trọng của cái bệnh hiện tại. Thí dụ tôi nói ví dụ nha, how bad the disease, là có chẩn đoán rồi nhưng mà nó tệ đến mức độ nào. Chẳng hạn nói là cái sưng phổi, viêm phổi, không thì viêm phổi có thể viêm phổi nhẹ thì chúng ta có thể điều trị ở nhà, mà viêm phổi nặng thì phải đưa vào bệnh viện, có phải thở oxy vân vân. Và viêm phổi rất nặng, thí dụ trong trường hợp COVID, nhiều khi phải đặt nội khí quản cho thở máy vân vân. Do đó cùng một loại viêm phổi nhưng mà cái stage nó khác nhau, thì chúng ta phải định được cái stage của nó là hiện là đương cái trong giai đoạn nào, để mà chúng ta đi bước qua thứ ba, nó là treat based on stage, tức là điều trị thì dựa vào cái stage của cái bệnh. Ok, treatment to fit the stage of the disease. Rồi cái cuối cùng, đây là cái cũng là khá quan trọng mà chúng ta thường có thể bỏ quên hay là không có điều kiện để làm. Tức là sau khi rồi đó là follow response, thì điều trị rồi nhưng mà phải assess, phải đánh giá lại coi cái điều trị của mình nó có thích hợp hay không. Thì đó gọi là clinical assessment, tức là đánh giá lâm sàng, hoặc là testing, đánh giá hoặc là trên cái triệu chứng lâm sàng, hoặc là trên những cái lab, phải không? Rồi sau khi đánh giá rồi là reassess, nếu mà nó không có tiến triển tốt thì chúng ta phải reassess, là tái đánh giá lại cái chẩn đoán, coi cái chẩn đoán của mình là đúng không. Thì nói chung đó là những cái nguyên tắc chính để mà chúng ta khám bệnh và chẩn đoán cũng như điều trị. Thì dựa vào những nguyên tắc này chúng ta sẽ
ứng dụng vào trong những cái ca lâm sàng mà tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu, đúng không? Thì hôm nay là cơ bản để mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết vào những cái tuần tới. Thì đây là cái cuốn này chúng ta đã phát hành trên mạng rồi, đây là miễn phí cho tất cả các em nào chưa có, thì đây là cái link để mà mấy em có thể mà đọc thêm. Đây là cuốn sách này tôi thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề mà rèn luyện cái kỹ năng của chúng ta để mà trình bày một cách hữu hiệu. Ok, thì đó là chấm dứt cái buổi ngày hôm nay. Tôi cho nó ra. Ok. Rồi. Xong. Rồi, bữa nay là ngắn nha. Mấy em có cái gì thắc mắc không? Có câu hỏi gì không? Để xem có ai hỏi gì không, mà không có gì hết. Thường mấy em ưa ít hỏi mà thôi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết vào những cái bài sắp tới. Thì trước khi mà vào học á, tôi sẽ post lên cái case đó để mấy em xem trước. Và tôi rất là thích nếu mà mấy em thảo luận trong khi học, tại vì kiểu học kiểu này á là chỉ có một người nói thôi mà không có nhiều người tham gia thì cũng rất là buồn, nhưng mà có hiểu là cái lối học của bên Việt Nam của mình, hoặc là mấy em cũng ngại để nói. Thôi như vậy thôi nha, ngày hôm nay như vậy chấm dứt nha mấy em. Bài này ở gầy không? Cảm ơn thầy. Cảm ơn em. Em có em nói là dễ hiểu quá rồi, không có hỏi gì hết. Trời ơi, nhiều thứ hỏi lắm chứ không phải đâu. Thôi. Em thưa thầy ạ. Sao em? Thầy ơi, thầy cho em hỏi là cái bệnh án của mình khi mình trình bệnh ấy, thì mình có làm theo cái mô típ là làm bệnh án được các cái bước là SOAP note, tức là SOAP, hay là mình cứ trình bày như thông thường như cách ở bên 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 Việt Nam mình vẫn hay dùng không ạ? Em nhiên biết là cái bệnh án á, mình nói chung vậy chứ thiệt sự ra nó có nhiều loại, không? Thí dụ bệnh án để trình trong trên giường bệnh nó khác. Bệnh án mà trình ở trong phòng, trong cái tập hợp, trong phòng họp là nó khác. Mà cái bệnh án mà cho cái bệnh nhân ngoại trú là khác. Do đó cái SOAP á, cái em cái đó là thường thường á, là có những giống như nó là báo cáo nhiều hơn. Thí dụ như trong cái tour trực, mấy em cần báo cáo cho một đồng nghiệp của mình hay là giao ban, giao trở lại đó, thì cái SOAP đó là cái quan trọng. Tại đâu có, không có ai mà ngồi mà nghe cả 10 phút cả. Mấy em chỉ báo như thế thì chỉ trong vòng là 2-3 phút thôi là chủ yếu. Do đó trong 2-3 phút đó mấy em phải cô đọng lại làm như thế nào để mà làm lên nổi bật những cái gì quan tâm chính của mình. Nhiều khi mình sót, ví dụ cái khả năng của mình còn tệ quá, mình nói không trúng. Nhưng mà cái người nghe đó, họ có thể họ hiểu cái chỗ nào và họ có ý kiến. Do đó cái SOAP đó thường đó là để báo cáo, báo cáo mà tu trực, báo cáo phiên trực hơn là cái presentation. Presentation thì nó phải chi tiết hơn. Ok. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Rồi, chúng ta xem những tuần tới vô thì mấy em sẽ học. Từ từ chúng ta cũng liên từ. Tại vì cái đầu của mình á, mình phải thành một cái phản xạ. Mà muốn cái phản xạ là mình phải practice, mình phải thực hành. Mình làm đi làm lại riết rồi mình sẽ thành một cái phản xạ. Lúc đó thì mình sẽ bỏ được, skip những cái step. Chứ đầu tiên lúc mới học mình phải đầy đủ step từ A tới Z. Nhưng mà tới chừng mà mình quen rồi đó, mình chỉ cần có một vài step là mình đi tới cái mục đích rồi. Okay. Rồi, có em nào hỏi nữa không? Rất hay, cảm ơn em nhiều. Tôi thích cho những người mà hỏi thì nó có rõ ràng hơn. Ok, rồi ha. Mà hẹn lại các em tuần sau. Tôi sẽ post một cái bài lên để mấy em học. Thì cái bài
bài đầu tiên tôi lựa rồi bài dễ nhất là bài tiêu chảy, thì chúng ta sẽ học thế nào một cái ca về tiêu chảy như thế nào để chúng ta xử trí như thế nào đối với một cái ca tiêu chảy điển hình, cũng như là cái đầu của mình phải suy nghĩ như thế nào khi gặp một bệnh nhân bị tiêu chảy. Ok, Dạ bye vâng. nha em. Rồi, Vâng. bye. Ok. Em chào.